V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Cách dễ nhất để có tiếng nói, trả lời thống kê dân số 2020 2020census.gov. Hãy làm tròn bổn phận của chúng ta. Hepatech giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio. Và thưa quý vị, đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay gồm chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin chào tất cả quý vị, chào chú, chào anh. À, vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Vi, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và chào quý khách hàng của Cà phê sáng. Tối qua nằm ngủ mơ thấy cô nào tên Tường Vi hay sao mà sáng giờ lại gọi ngay là Tường Vi liền. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình, chào anh Phạm Cơ và chào bà chủ quán Tường Minh. Chú Cơ, bữa nay có cái gì sai sai á? Quá sai. Tên đồng nghiệp mà còn quên nữa, cái đó này cái lỗi lớn lắm. Không phải, chú Cơ sáng nay khi mà trước khi vô chương trình nói cái gì đó mà chi trí chú dữ lắm. Dạ, chú Cơ với lại anh Trương có gì lạ không? Tôi thì cũng như thường lệ thôi, không có gì lạ. Một ngày như mọi ngày. Có ai trả lại đời anh không? Tại sao trả lại đời anh? Dạ, thì có ai... bài hát như vậy mà ai trả lại đời tôi nói, dạ. Ai đã lấy đời anh? Dạ. Anh Cơ. Lại rối nữa rồi. Đây là rối. Ngày rồi. Hôm nay rối là quá. Rối dạ. Rối toàn tập. Mới vô là nội bộ lũng củng là thấy không xong rồi. Tôi lúc nãy thì vô chương trình anh Cường anh làm cho mọi người rối hết. Dạ. Mỗi lần thì anh Cường là lúc nào vô thì anh cũng có xi nhan vô như em. Bữa nay là anh từ ngoài anh bước vô, anh vô thẳng luôn. Ba người chúng tôi có chút bối rối. Bởi vì mới nói tên là Cường nhưng mà bỏ dấu theo tiếng Mỹ thành là Cương. Cho nên là anh hay Cương sản lắm. Người ta hát tuồng, người ta cũng phải có đôi lúc người ta cũng phải hát Cương đúng không? Dạ, lâu lâu anh Cường anh cho tụi mình Cương một bữa. Thử sức coi xem sao. Anh Trương có gì hay không? Cũng không có gì là đặc biệt, nhưng có một cái điều mà cũng thấy hơi phân vân là cái vấn đề cái tình trạng Covid-19 thôi. Và bây giờ thấy rằng là cái vấn đề mà đi làm trở lại đó cũng là một cái vấn đề, không những là người chủ rồi người đi làm cũng lo lắng, mà bây giờ ở nhà, người ở nhà cũng cảm thấy không yên tâm. Tại vì cũng có nhiều người tâm sự là bây giờ thí dụ như ở nhà mà một người đi làm, rồi cả hai người bây giờ cũng đã đi làm hết, rồi đi về nhà là vấn đề cách ly ở gia đình phải làm sao. Nếu mà về nhà mà sinh hoạt một cách bình thường thì nó sợ lây qua con cái, cho cha mẹ, cho những người mà ở nhà. Còn bây giờ mà nếu mà cách ly thì có vẻ nó xa cách quá. Không lẽ bây giờ ngủ nhảy qua phòng riêng ngủ, hoặc là bây giờ ăn cơm thì phải ngồi riêng một góc. Trời ơi, mấy tháng cách ly gì anh ngủ phòng riêng hả? Thành ra là cũng là một cái điều mà thấy cũng hơi phân vân, không biết là mình phải làm sao. Tại vì mấy đứa nhỏ nó cũng hỏi, nó nói là tại sao thì bây giờ mỗi lần nó tới gần nó six feet remember six feet thì nó nhớ, nó chạy ra. Đôi khi nó hỏi nó tại sao là phải như vậy, thì thấy có vẻ nó hơi có cái sự khoảng cách trong gia đình. Cho nên là đó là cái điều phân vân nhỏ nhỏ vậy thôi. Không biết là Tường Minh có gặp phải hay không, anh Phạm Cơ, khi về nhà sinh hoạt ở nhà có gặp phải hay không? Tôi thì không thấy có cái gì, tại vì không, vợ chồng với nhau thì dễ rồi. Dạ, có hai đứa. Tức là bây giờ coi như là hên xui thôi. Đã là vợ chồng rồi thì bệnh tật hay gì đó phải ráng chịu thôi. Còn bây giờ vì hồi nãy anh có nói làm tôi thắc mắc, anh bảo rằng là bây giờ đi làm rồi đi về nhà mà không lý còn ngủ riêng như trước. Rồi tôi có thắc mắc, ủa bồ mới từ trước tới giờ ông ngủ riêng với vợ hay là sao? không có ngủ riêng. Nhưng mà có cái đứa con nhỏ nó ngủ chung trong phòng. Tại vì có cái master. Ồ, vậy là không thể nào 6 feet được. Dạ. Bởi vì anh bây giờ không lẽ giờ mình bỏ ra cái phòng khác. Như hai đứa tôi là ngủ một đứa cách nhau 6 feet đó nè. Thích gần thôi hả? Ngủ cách 6 feet. Dạ. Không biết nữa. Em thấy thì cuộc sống của em nó cũng bình thường hả? Cũng bình thường. Em đi làm về thì thường thường con gái nó chạy ra nó ôm.
Nhưng mà bây giờ thì mình đi làm về thì mình không có cho nó ôm ngay. Mình nói đợi mẹ đi tắm, thay đồ, rửa tay, rửa mặt, cái như là sạch sẽ rồi thì ôm. Thì nó biết rồi, nó cứ đợi mình đi về rồi mình đi vô tắm rửa thay đồ, xong xuôi rửa tay sạch sẽ rồi ra ôm thoải mái chứ có chuyện gì đâu. Chỉ sợ là thí dụ như mình có ở trong người mình đó chứ, có tắm cũng đâu có hết. thì mình đi ra ngoài mình cảm thấy mình giữ gìn cũng cũng khá tốt. Thành thử ra đối với mình thì mình cảm thấy là mình yên tâm, chừa mắt mũi miệng ra, mình đừng có bao giờ mình đụng vô hết, rồi mình cứ rửa tay hoài, rồi mình cũng chẳng có đi đâu gặp ai nhiều. Thành thử ra mình thấy mình tương đối là mình yên tâm. Còn đó là cái chuyện đó thật á, là tại vì đôi lúc có những cái chuyện hết sức là đơn giản mà mình không có để ý, nhưng mà nó là sự thật. Ví dụ như chuyện rửa tay, ví dụ như chuyện đừng có sờ vào mắt mũi miệng, và ví dụ như một cái chuyện nữa mà người ta hay nói nhưng mà không chính thức là cái chuyện xông hơi nước. Tức là người Việt Nam mình hay thích cái chuyện cạn cũng xông, xông hành rồi xông cái gì, nhưng mà xông xạ đồ vậy đó thì nó thông. Thì cái chuyện đó nhiều người nói, mà nhiều người họ kể là những câu chuyện thật, nên mình thấy cũng hay chứ không phải không. Bây giờ nói cái chuyện thường ngày là mình phải thấy những cái chuyện nó cơ bản lắm, nhưng mà đôi lúc mình coi thường. Nhưng mà thực sự ra là cái chuyện đó chính. Ví dụ như cái chuyện rửa tay chẳng hạn, với là cẩn thận mắt mũi miệng, là cái chuyện đó nó rất trúng. Yeah. Thì không biết là đối với quý vị ở ngoài thì quý vị thấy là đối với những cái chuyện mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thấy cái chỗ nào đông đông, thí dụ như đi vô chợ đi, mà thấy chỗ nào mà chụm chụm lại hai người, ba người thì mình phải né thôi. Yeah. Mình không có, mình lúc nào mình cũng giữ cái khoảng cách, người ta không giữ thì mình giữ, người ta lại gần mình thì mình né ra. Vậy thôi. Thì đối với bản thân của em đó thì em thấy em giữ khá an toàn, thành thử ra em có cái tự tin nhất định, không có đến nỗi về nhà rồi quá sợ hãi, không dám gần con, không dám gần chồng chẳng hạn. Thì mình chỉ có thay đổi là mình thay đổi cái thói quen mình chút xíu thôi, còn cái chuyện sinh hoạt ở trong nhà thì em thấy không có thay đổi gì. Nói quá sợ hãi thì cũng không có đúng, là mình lo xa thôi. Ví dụ cái đứa con của mình nó nhỏ, nó nằm ở nhà trong suốt cả tháng, hai tháng trời, nó tránh ra đường, nó lo như vậy. Nhưng mà mình nếu mình không kỹ, mình sơ ý chút xíu, mình mang về cho nó thì rất là tội nghiệp cho nó. Đó thành ra mình phải rất là kỹ. Quá là sợ. Yeah. Mình lo xa thì mình phải kỹ. Mình lo xa thì mình đi ra ngoài, mình thấy ai mà gần gần mình quá thì thôi mình né ra đi cho nó an toàn. Thì dĩ nhiên là cái mùa này ai cũng kỹ hết, nhưng mà liệu mình có kỹ hết được hay là không? Đó là cái vấn đề, đó là chỗ đó. Chứ còn đâu có ai mà có thể nghĩ là tôi đã hoàn toàn tôi bị miễn nhiễm hết tất cả, tôi tránh được hết đâu. Thì không có miễn nhiễm. Kể cả bác sĩ và cũng có thể bị dính như thường. Thì có thể là trong cái lúc nào đó mình sơ ý, mình không có biết trước được. Nhưng mà rõ ràng thì mình nghĩ là mình đã làm hết sức rồi. Giống như là tiệm tôi đã làm hết sức rồi, anh vô. Không ai kiện được. Dạ, không tránh được. Nếu mà cái phần trăm mà mình bị nhiễm thì nó là khoảng 1% hả chú cơ? 1, 2, 3 bên Mỹ thì, của Á Châu thì nó cũng khá thấp nữa. Anh thử ra đối với mình thì mình thấy nếu mà mình đã kỹ như vậy rồi mà mình nhiễm thì cái đó thật sự là không có tránh được. Còn nếu như mà mình đã kỹ như vậy rồi mà mình về nhà rồi mình thay đổi quá nhiều trong cái cuộc sống ở trong gia đình nữa, trong khi là bây giờ con cái của mình nó đã chịu rất là nhiều những cái sự thay đổi rồi, không được đi học, không có bạn bè nữa rồi, mà mình về mình còn xa lánh quá như vậy thì em thấy nó cũng hơi buồn. Có mỗi người có một cái cách suy nghĩ riêng và cái cách hành xử khác. Thì đối với lại mình thì mình lại sợ là vấn đề là sẽ nhiễm cho nó, tội cho nó, thành ra mình cố tình mình chết xa 6 feet, cực chẳng đã, cần thiết lắm thì mới tiếp cận với nó thôi, còn không thì stay away from me, ngồi xa xa nói chuyện thôi cũng được. Thì như vậy, trong sợ. Trường hợp rỡ lỡ như cả cha cả mẹ đều phải đi làm thì sao? Nếu không vậy thì hả, con nó lúc nào cũng phải cách xa cha mẹ luôn sao? Thì đó là cái điều mà mình phân vân là cái chỗ đó. Thành ra là cái vấn đề là như vậy, tức là bây giờ thay vì mình nghĩ rằng là mình ok, mình vẫn tiếp cận một cách bình thường, thì cái cơ hội, cái xác suất của mình lây nhiễm cho nó cao hơn là mình vẫn có thể mình áp dụng được một cách tối đa ở nhà, cho đến khi nào mà cần thiết lắm thì mình mới tiếp cận đó thôi. Thì dĩ nhiên cái mức độ lây nhiễm cho nó sẽ giảm bớt nhiều. Em không biết là con của mọi người cũng như là con của anh Trương thì như thế nào, nhưng mà nếu như con mình mà một ngày mà nó không ôm được mình thì chắc là nó sẽ đau khổ lắm. Thành thử ra mình cũng nghĩ như ngày nhỏ mình mà mình một ngày mình không được ôm mẹ mình thì chắc là mình sẽ buồn vô cùng. Thành thử ra thôi thì mình thì đó thì đánh cái liều thôi, cố take a risk thôi chứ giờ sao vậy. Thật ra risk thì mình nghĩ không có risk nhiều đâu, thật sự là mình nghĩ
cái rít đó nhỏ lắm, không có lớn đâu. Tại vì cái sinh hoạt của mình biết. Mỗi cái sinh hoạt, một cái đi đứng của mình biết. Mình rất là tránh đi ra chợ, chỉ có đi ra chợ khi cần thiết thôi. Mà mình đi ra chợ đó thì mình cũng rất là cẩn thận nữa. Thành ra mình nghĩ cái xác suất nó không có phải giống như là nó quá lớn mà để mình take a risk đâu. Dạ, không biết là quý vị thì sẽ nghĩ như thế nào đối với quý vị mà cũng cỡ cỡ như là Quang Chương, Tường Minh có con 10 tuổi, mười mấy tuổi chẳng hạn, thì như thế nào đối với những người cha mẹ lớn hơn nữa, có con lớn hơn nữa, ví dụ như là ba mẹ của anh Chương với anh Chương đi, thì nó khác rồi đúng không? Còn cái những người mà có những cái đứa con mà nó ở lứa tuổi giống là tuổi còn khá nhỏ đó, 3 tuổi, 5 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, 12, 13 tuổi đó còn đang rất là cần cái vòng tay của mình. Vậy thì mình về mình có từ chối cái vòng tay của nó được hay không? Hay là mình nói ồ thôi vì an toàn thì cứ cách xa cho mình. Thì cái nào lợi hơn cái nào? Bây giờ anh... Thì coi như là giữa mình, Tường Minh với Quang Chương là hai cái nó conflict rồi đó. Đúng rồi. Giữa mình là mình sẽ không có chọn cái vấn đề mà ôm nó, mặc dù rằng là mình biết rằng cơ hội mình cũng rất là ít. Nhưng mà cơ hội nó vẫn có, thay vì mình cách xa nó 6 feet thì nó sẽ ít cơ hội nó bị lây nhiễm hơn. Đại khái là như vậy, thà là nó buồn còn hơn là nó dính COVID. thì đó thì là cái hai cái vấn đề đưa ra ngày hôm nay là như vậy. Thì quý vị mời quý vị gọi vào nhé. Nếu như là quý vị thì ý kiến của quý vị sẽ như thế nào? Bởi vì lo là con mình sẽ nhiễm COVID nếu lỡ mình đem về, hay là mình nghĩ là mình đã phòng vệ rất là cẩn thận rồi. Mình đi đứng, mình biết cái đường đi nước bước của mình, những cái đối tượng mình gặp, mình cảm thấy mình rất là an toàn. Xong mình về mình thay đồ, tắm rửa, sát trùng đàng hoàng rồi thì cứ sinh hoạt tự nhiên, ngủ, cứ ôm nhau ngủ thôi. Thì chúng tôi sẽ mở đường dây 713-931-1560, 713-931-1560 là số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay, cũng như là quý vị ở trên Facebook. Nếu quý vị cùng một cái hoàn cảnh giống như là Quang Chương và Tường Minh, hoặc là quý vị suy nghĩ như thế nào về hai cái suy nghĩ trong cái ngày hôm nay, thì quý vị cũng cho chúng tôi xin một chút ý kiến nhé. Mời một thính giả trên đường dây. Hello. Dạ xin chào. Dạ. Chào Môn, chào ba dự trên đài. Tôi có ý kiến thế này. Ở trong đài nó cũng đâu có đông người, thì mỗi người cứ đi thử đi. Còn người nào bị dương tính ở nhà đừng có vô làm. Thưa chị, dương tính đâu có phải rằng là nó kéo dài mãi. Ví dụ bây giờ mình thử dương tính, mình có, mình biết mình là thử không dương tính, nhưng mà là ngày mai mình bị nữa sao? Chứ đâu phải là ngày hôm nay đâu. Giống như tòa bạch cung vậy, thử mỗi ngày. Do mình thử, mình có rồi là mình ở nhà, mình đi chữa xong rồi mình phải đi làm. Thế nhưng mà nếu chị thử không có thì ngày mai nữa chị bị làm sao thì nó cũng phải vậy thôi. Không đi thử rồi đi làm, rồi cứ nói như vậy. Mà nếu mình muốn đi làm thì mình phải đi thử, để đừng có lây lan cho người khác. Còn nếu mà mình sợ, mình không đi thử, mình sợ mình bị, mà mình đi thử mình cứ mình sợ, rồi mình nhắn mình đi làm về, rồi con cái mình thế này thế nọ, vậy thôi, nhà ăn thất nghiệp đi, có đi làm, sợ dính con mình, sợ dính vợ. Mình phải làm, mình nói cái gì là mình phải làm. Mình làm thì bây giờ trong đài có bao nhiêu người, đi thử hết đi. Người nào bị thì ở nhà chữa bệnh đi, thì ăn tiền chính phủ rồi có gì đâu đó. Còn người nào không bệnh thì vô đi làm, thì khỏi phải lây lan cho mọi người. Nó cái đó là quan trọng nhất. Ví dụ hãng xưởng người ta cứ làm như vậy thì không có gì xảy ra hết. Bởi vì trong cái dịch này đó, nó là con ma, nó thấy mình chứ mình không có thấy nó. Cho nên cái điều đó mình muốn an toàn cho biết nhau hết thì mình phải làm. Bây giờ đi làm gì, tránh con tránh cái, như cậu Quang Chương nói là phải tránh con tránh cái, sợ nó thế này thế nọ, sợ lây lan, thì mình là cái người phải đi thử trước. Cảm ơn cô với cái ý kiến đi thử. Thì chú Cơ cũng có nói là mình đi thử thì chắc là phải thử, giống như ở tòa Bạch Cung hả chú Cơ? Mỗi sáng đi vô là phải thử đi ha. Nhưng mà thật ra thì ở đài thì cũng có những cái biện pháp rất là an toàn. Nghĩa là đi vô thì có máy đo nhiệt độ đàng hoàng cơ thể. Ai mà nhiệt độ cao cũng đâu có được đi vô ở trong cái building này đâu. Rồi rửa tay, rồi khoảng cách, thì nói chung là ở trong đài thì mình thấy cũng được gọi là an toàn.
Thành thử ra cái vấn đề mà đi thử giống như cô nói thì mình chỉ thử một lần thôi thì nó khó lắm. Mà đâu có kết quả suốt đời đâu. Không có kết quả mỗi ngày đâu, tại vì mình phải đi làm mỗi ngày nữa, cái nguy cơ mình đi gặp người nọ người kia vẫn có. Thành ra cái chuyện thử thì nếu mà thử xong rồi mình ở nhà luôn, mình đừng có đi nữa thì nó ok. Còn nếu mà mỗi ngày vẫn mỗi đi làm thì chắc phải giống như là tòa bạch cung vậy đó. Mình sáng vô rồi có một cái kit để mình thử, thử mỗi ngày luôn. Cảm ơn cô nha. Dạ, chúng tôi sẽ chào một thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ, chào chị. Dạ, thì em thấy cái này nha, thì anh thua ở nên mình giữ thôi. Chứ bây giờ nếu mà nói chứ là xét nghiệm thì đâu phải nó có kết quả liền đâu, đúng không? Dạ. Anh thử ra em nghĩ là cái này tốt hơn hết là mỗi người mình nên giữ cho mình nên kỹ cho mình và giữ cho mình thôi, cho mình, cho người xung quanh và cho gia đình thôi. Vậy thì chị giữ bằng cách nào? Giống như anh Trương đưa ra cái ý kiến là thí dụ như anh đi làm thì anh về anh phải giữ cái khoảng cách với con gái của anh, bởi vì anh sợ là có thể có những cái con virus nó ở trong người của anh sẽ lây lan cho con, thành ra phải cách ly với con trong cái khoảng thời gian cũng khá là dài như vậy đó, phải giữ khoảng cách xa xa thôi. Thì chị nghĩ giải pháp như vậy hay là giải pháp giống như là Tường Minh nghĩ là Tường Minh đã rất là cẩn thận và mình đã phòng vệ cẩn thận nhiều rồi thì nó cũng an toàn rồi, mình về mình tắm rửa, thay đồ, rửa tay sạch sẽ, gội đầu rồi mình có thể ôm con mình một cách tự nhiên, thì chị nghĩ cái nào, chị sẽ theo trường phái nào? Thì em cũng vậy thôi, giống như em cũng đi làm chứ đâu phải là em không đi làm. Nhưng mà khi mình đi làm về á, khi mà em đi làm về á là em đi vô thẳng vô nhà á, em không có đụng tới cái gì hết trơn á. Em đi làm về là xong em đi thẳng vô nhà á, mà em tắm ra rửa xong mặc tiếp bộ đồ mà em mặc đi làm á, là bỏ giặt liền, mà em giặt riêng, giặt riêng chứ không có giao giặt chung, cho dù một bộ cũng vậy nữa, em giặt riêng, không có giặt chung. Xong rồi ra đó là coi như là bình thường không có cái gì hết, nhưng mà khi mà bước chân ra đó là đi làm, đi chợ, bất cứ cái gì cũng vậy, những cái luật của tiểu bang bây giờ người ta đưa ra, của thành phố người ta đưa ra, là nếu như anh đi làm, anh làm nhà hàng, anh chạy bàn, bắt buộc anh phải đeo khẩu trang với cả đeo bao tay khi anh service khách, và anh giữ cái khoảng cách giữa mình với khách là 6 feet. Nhưng khi tôi về tới nhà xong xuôi rồi, khi ra khỏi tiệm rồi á, cái bao tay đó em bỏ, cái khẩu trang á thì em bỏ, rồi trước khi ra tiệm ra về á, là em cái chai rửa tay, cái chai sát trùng á, là em rửa tay thêm xịt cái thuốc đó, xong rồi em mới ra xe. Và em ra xe em cũng chưa ôm con em liền được nữa. Mà cái đi về là đi vô tắm rửa xong rồi thay bộ đồ ra, cái bộ đồ mà mình mặc đi làm á, đúng rồi. Là mình bỏ máy giặt liền. Đúng rồi. Có thể nghĩa là như vậy, khi mà chị làm hết tất cả những cái biện pháp như vậy thì chị cảm thấy là chị có thể đủ sạch sẽ, đủ an toàn để chị ôm con chị hay chưa? Hay là chị vẫn phải giống như là anh Trương, là coi như là mình không chắc là nó có trong người mình hay không, nên anh sẽ không ôm con trong cái thời gian này luôn. Không, em vẫn bình thường thôi, tới hồi xong em vẫn chơi với con em bình thường thôi. Dạ. Dạ. Đó, ở đây thì cái này là cái mình giữ cho mình, cái đó là cách tốt nhất cho mình, cho người xung quanh, với là cho gia đình con cái. Mình giữ cho mình là mình giữ cho gia đình của mình, đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Thì hiện giờ trong bàn cà phê chúng tôi có hai cái ý kiến trái ngược với nhau giữa Quang Trương và Tường Minh. Anh Quang Trương thì khi phải đi làm về thì anh rất là ngại khi phải gần với con vì sợ mình có thể lây nhiễm bệnh cho con, nó rất là tội nghiệp nên lúc nào cũng phải giữ cái khoảng cách cho nó được an toàn. Tường Minh thì có phần tự tin hơn bởi vì mình nghĩ là mình đã làm tất cả mọi chuyện để mình có thể bảo vệ mình. Nên đi về nhà tắm rửa sạch sẽ, gội đầu thì mình đi ra thì mình có thể mình sinh hoạt bình thường với con cái, mình có thể ôm nó rất là bình thường. Thì như vậy cái cách của tụi mình làm như vậy nó có nguy hiểm hay không? Để mình có thể có thêm ý kiến của quý vị. Chúng tôi thấy trên Facebook thì có rất là nhiều ý kiến. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713 931 1560.
chúng tôi thấy Lưu Trần thì nói nếu mình đi ra ngoài nhiều thì không nên ôm con đựng con. Được thì giải thích cho con hiểu để nó ý thức được sự nguy hiểm của căn dịch bệnh và kiến thức thì nó sẽ là hành trang cho con khi một mai nó không có ở cạnh mình. Ý kiến của Ngọc Trinh thì nói là theo như mình cẩn thận về khử trùng tắm rửa sạch sẽ, vẫn sinh hoạt bình thường giống như Tường Minh. Vũ Phương Dung thì cũng có chung cùng quan điểm với Tường Minh. Đúng vậy, đi làm về thay đồ ra, tới sau đó ngồi xuống ghế, ra tới sau đó mới ngồi xuống ghế, trước khi ăn uống phải xúc miệng nước muối rửa tay. Bến Đục thì nghĩ là như vậy là được rồi ha. Cũng như là Chi Nguyễn thì nói vợ chồng em vẫn đi làm bình thường mấy tháng nay, không nghỉ ở nhà ngày nào cả. Thời gian đầu trong khâu chồng em có người bị nhiễm, em phải cách ly ảnh với gia đình 14 ngày, không cho mấy nhỏ tới gần, canh riết rồi mệt quá. Vì cha con cứ đi tập thể dục chung, chơi game chung, thôi em để đeo tự nhiên luôn. Cứ la hoài cha con hắn nói mình giữ. Chúng tôi mời một tính giả trên đường dây. Hello. Dạ có phải tôi không ạ? Dạ thưa đúng. Dạ đúng rồi cô. Dạ dạ. Thì tôi cũng đồng ý với một số ý kiến của những quý vị gọi vào. Nhưng mà tôi xin hỏi thêm sẵn có anh Phạm Cơ á. Vâng. Sau khi mình làm cái vệ sinh mà lên ấp tắm rửa quần áo đồ này kia cắt trái thì mình có thể là khò nước muối thêm vào cổ họng hoặc là lỗ mũi, như vậy là nó có an toàn thêm không ạ? Dạ thưa chị, như vậy là rất là an toàn, bởi vì con vi khuẩn khi mà nó vào trong mũi của mình hoặc nó vào trong miệng của mình hoặc nó vào trong cái hốc mũi đó thì nó phải ở đó từ 1 tới 5 ngày nó mới sinh sôi nảy nở lại. Thành ra cái chuyện mà mình khò mỗi ngày bằng nước muối là một chuyện rất là cần làm. Chỉ có thể hỏi một số người khác nữa, như là các nha sĩ đó, thì họ có cái công thức mà họ làm cái nước súc miệng đó, họ pha một số công thức của theo cái cơ quan của chính phủ Mỹ đó, thì nó rất là tiện lợi và nó cũng là cái mùi vị nó cũng dễ lắm. Thành ra mình súc miệng nó cũng rất là cần thiết, với là chỉ khò về rất là hay, bởi vì con virus nó sống trong người mình cũng 2-3 ngày rồi thì nó mới sinh sự, chứ còn nó không có thể sinh sự nhiều. Thành ra mình làm liền thì nó cũng rất là tốt thưa chị. Dạ. Yeah. Dạ theo mà như vậy là ở mũi mình cho nước muối ấm vào mũi và vào miệng luôn. Dạ, rất cái đó thì rất khó, tôi không dám bảo đảm cái chuyện mà chị đưa nước vào mũi, nhưng mà sạch chết luôn. Nhưng mà 1-2 ngày gì đó thì chị có thể xông hơi. Bơm mũi rửa mũi đó, nó có thể cái chai hơi mà rửa mũi đó. Dạ. Yeah. Tôi không nghe thấy cái chai rửa mũi, tôi sợ lắm. À vì tôi mà có mũi là tôi cũng điên người lên được. Sạch chết luôn hả? Nhưng mà có cái cũng có cái loại nước rửa mũi. Cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Có ôm con chưa? Dạ, ôm cháu gì không? Cô đâu rồi? 7139311160 chúng tôi tiếp tục sẽ đọc những cái comment của quý vị ở trên Facebook nha. Nhi Lai thì nói là em đã làm gặp nhiều người nhưng cứ rửa tay, nhớ đừng rờ mặt mũi. Nhà em có máy dry sauna nên khi dùng mỗi ngày rồi đi tắm liền, con em cũng không thấy lo lắng. Mình nên biết mình nên làm những gì an toàn cho gia đình và vẫn sinh hoạt bình thường. Dạ vâng, chúng tôi mời một khán giả trên đường dây. Xin chào quý vị trên đường dây điện thoại. Chị Tường Minh hả? Dạ, chào anh. Chào chị. Tôi này tôi về trường hợp như anh Cơ là tôi chỉ có 2 vợ chồng thôi, thành ra mình tôi thì tôi không đứng đâu, mình không có lo nhiều, nhưng tôi cũng đồng ý với chị Trịnh Minh với anh Hoàng Cường với lại anh Hoàng Trương đó. Yeah. Mình với tôi không có con nhưng mà tôi có cháu. Bây giờ thực sự cái vấn đề nó tôi cũng kỹ thì nó là thực sự bây giờ là tôi như là phải nói maximize cái chuyện mà đụng chạm ra hết. Và cứ nửa tiếng 15 phút rửa tay thì nó mình tự lo được rồi. Nhưng có những rủi ro mà thực sự đôi khi mình không có biết được. Tại vì khi mà mình đụng một mức độ nào rồi đó, thì tôi phải từ chỗ đó tôi mới chắc lại là con từ đó rồi tới khi mà tay tôi đụng đứa cháu đó, nó có cái chỗ nào tôi chưa rửa tay nên nó từ chỗ đó làm khó lắm. Và bây giờ không lẽ mình bây giờ cháu con mình mà mình cứ gặp nó mà mình thấy xa thì tự nó nít nó nhỏ quá đi, thì nó lại có cái feeling như là khi mình xa cách nó. Thành ra tôi đồng ý với anh Văn Chương mà tôi cũng nghĩa là cũng cái nhìn cách của chị Trực Minh mà tôi vẫn không thấy an toàn. Thành ra bây giờ mình nghĩ là mình phải trung hòa với hai cái đó, mình phải dung hòa với hai cái đó để mình được một cái giải pháp chung. Chứ tôi về thật là khó, tôi về thì tôi thấy cái cháu của tôi rất là thương nó, tôi sợ tôi không thích đụng với nó.
Nhưng mà mình vậy chứ đôi khi nó cũng sợ tay với mình nó, tại vì nó thấy mình về mang mặt nạ này. Mình nhìn nó cứ xa xa vậy, nó tự nhiên nó có phim như là mình. Vậy nên mình cũng mình đổi tính đó. Nhưng mà mình đó, nhưng mà mình lại kỹ với chị Trịnh Minh rồi, nhưng mình vẫn sợ. Thành ra tôi không, cái đó thì bây giờ chính tôi với là cũng tôi là nằm giữa hai cái trường hợp của anh Trương với là chị Trịnh Minh đó. Thành ra tôi cũng nằm giữa hả? Vậy là có ôm mà ôm ít ít hay là sao? Đó thì mình phải, mình có nhiều khi nó xa tới mình mà. Uh-huh. Thì mình không muốn dòng ấy xa thì khi nó xa tới mình mà mình đưa cái tay mình nói như vậy thì đôi khi làm cho nó cũng hợp. Không biết không hiểu. Đó đôi bây giờ tại vì... Cũng phải hớt nó cái đúng không dạ? Mà nhiều cái cháu nó 2-3 tuổi nó không hợp hoàn toàn, nó chưa hiểu cái coronavirus này. Thì nó là kiểu như mình bây giờ tự nhiên mình nổi tính tự nhiên. Hồi xưa nó ôm tới là mình ôm nó lại, bây giờ mình đưa tay mình chặn nó lại thì nó cũng... Mình sợ sau cái đó, không phải lúc này không, mà sợ về lâu về dài đó. Nó sẽ ảnh hưởng tâm lý đứa nhỏ như mình. Tôi sợ tại cái này á, thì ta nói phải kéo dài tới khi mình có vaccine thì mình mới có thể bình thường được. Thì mình sợ cái thời gian nó càng kéo dài đó, thì nếu con nít này nó sẽ ảnh hưởng, mình sợ vậy thôi. Nhưng mà đồng thời tôi cũng đồng ý với anh Trương á, là trước ủng nó thì tôi lại thương cho nó, tôi nói mình không biết làm sao mình cho nó hiểu rằng là mình không đụng nó là tại vì mình thương nó. Bây giờ thật là khó đó, tôi thật cái đó là dạ. Lớn thì nó hiểu đó. Đi như thế, giống như là chú nói là những cái đứa mà nó rất là nhỏ, nó rất là hay thường ôm ấp với mình, thí dụ như người cha hay là người ông người bà thì nó còn dễ. Thế với người mẹ thì sao? Người mẹ mỗi ngày là ôm ấp chăm sóc cho nó, bây giờ tự nhiên một thời gian này cái mình coi như là cả tháng liền mình không có hớt nó một cái nào, sao nó chịu nổi đó. Nhưng mà thế như này thì chú thấy thế này nè, đúng ra tại vì như có thể tôi biết hoàn cảnh gia đình của chị có thể thì thoải mái hơn, thì chị cũng có thể những cái chị có những step để cẩn thận trước khi chị tiếp xúc đứa con. Nhưng mà tôi thấy đây mấy đứa con tôi nó cũng đi làm, nó cũng làm cho đến tuổi, nhưng mà cái nó vừa con đồ chứ là nó có việc làm trong thời gian. Thì mình cũng thể nào nói nó ở từng step được. Thế mà nó đi, không biết nó buông lắm xong rồi từng step được. Thì nó như là tôi cảnh ra từ cái chỗ mà mình về mình tôn trọng mình, mình gặp nó không gặp sai một vấn đề rồi. Mà bây giờ mình đi gấp rồi, mình không cho nó gặp mình thì nó thấy lạ lắm. Nó cũng có, lúc này tôi thấy con Đức nó cũng thực sự, nếu sợ cái này kéo dài anh hiểu tôi biết con Đức như tôn trọng với anh Trương đó. Là nó... Mình, tâm lý đó. Tất cả nó quá đỉnh. Nó ảnh hưởng tâm lý rất nhiều đó. Uh-huh. Tôi có, tôi quan sát có đôi lúc đó. Tôi thực sự có quan sát là đôi có nhiều công đức nó, tôi thấy cái đứa cháu có vẻ nó hơi buồn đó, cái số này ba má ông bà gì có vẻ là lạ lạ này, nó cũng mình chưa hiểu được, nó chưa bình như trẻ trưởng cho nó rồi. Dạ. Mình nó thì mình là mình cái thế hệ lớn hơn mình, khó gì cho nó. Mình chỉ có nói trong bình thường mình những như thức mà rất là sâu sắc thì tất cả mình không nhận thức được, mà ba má nói thì không biết có feel được như mình không, thành ra đôi lúc đứa con nít nó ở cái trạng thái nó cũng phiêu sinh, nó không biết sao như người lớn xong tự nhìn mình có vẻ như là lạ lạ, gặp nó cái đứa tay không trắng gần cái đứa cái bản tôi chứ vợ tôi chứng tỉnh mẹ thì tụi tôi lớn rồi thì nó tôi trong nhà có hai vợ chồng không thì tôi cũng sợ lo. Nhưng mà bây giờ tôi lo là lo tôi đứng giữa hai cái lo, giữa anh Trương và chị Trực Bình thực sự vậy đó. Cảm ơn chú ở Cali hả chú? Dạ. Chú ở đâu? Dạ tôi ở Cali này, tôi ở Cali mà tôi sáng là tôi cũng coi chương trình của anh chị này, tôi thấy tôi hay lắm. Dạ cảm ơn chú. Dạ thức sớm. Dạ. Tôi theo dõi từ hồi anh Vũ Kiểm, rồi tôi cả cũng mới đang Vũ Kiểm từ hồi đó giờ. Thành ra mà tôi cũng theo dõi thường lắm, mà tôi thấy chương trình anh chị rất hay lắm. Nên là có những cái bình luận của anh Quang Trương với là anh rất hay, tôi nói ngay từ những bình luận tôi thấy rất là thành ra tôi nghe nãy giờ mà tôi đúng là tôi cũng xa, tôi cũng không dám kêu sợ lần đấy. Không sao đâu chú, dạ cứ tham gia chương trình nếu mà có cái đề tài nào mà chú cảm thấy hứng thú nhé. À, cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ chúc chú một ngày vui nhé. Dạ chú nha. Dạ chúc mừng chú anh cơ luôn nha. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Chúng tôi thấy có thính giả nói là xấu cũng chết, đẹp cũng chết, ở nhà cũng chết. Vậy chứ hỏi các ngành nghề bắt buộc phải làm thì có ai chết đâu mà tự bảo vệ bản thân là được. Em cũng đi làm về đến nhà, vào nhà tắm xong thì có thể sinh hoạt cùng với gia đình rồi. Nếu ai cũng sợ thì làm sao đây? Đó là ý kiến của Diễm Nguyễn và chúng tôi muốn nghe ý kiến thêm của quý vị trên đường dây điện thoại ạ. Xin chào. Dạ, tắt giùm con cái tivi nha cô.
Hello chị. Rồi, dạ. Hello, xin chào. Dạ. Dạ, xin chào ba chị. Em dạ. Thì em là ngày nào em tính con, nhưng mà ok, cái bữa nay vấn đề này tại vì á, em thì ngày mai mới đi làm, em làm nail. Theo em á, em nghĩ thôi chứ cũng chưa có, em chưa có làm, nhưng mà trước khi em đi ra khỏi tiệm thì em thì đã có ho. Vừa hết cái mình lên cái đồ của em, sẽ phải thay cái tiệm rồi em thay cái đồ mới, em bận cái đồ đó em đi về nhà, còn đồ kia em bỏ vô chiếc lắp. Em vừa em giặt. Là cái thứ nhất, cái giống như là khò muối rồi đó là đi như thế nào, nhưng cái lo của em là bây giờ từ đây cho tới 22 tây á, là em có cháu gái, cháu ngoại nó ra đời mà em không biết làm sao. Bé nó nhỏ đó. Dạ. Rồi chị tính sao chị? Dạ. Cái này theo trường phái nào? Về giống như là chị nói là thay đồ bỏ ra trong Ziploc về nhà giặt riêng, tắm rửa, dạ, vệ sinh sạch sẽ rồi thì ôm hay dạ, không ôm? À đó, vấn đề là chỗ đó. Ôm hay là cách ly? Dạ, đó là bắt buộc em phải lo, nhưng mà em đang lo là em có ôm bé, em thích che bé được hay là không, anh không biết. Vì nó bỏ nó mới quá đó. Rối phải không? Đang rối phải không? Đang suy nghĩ phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Nếu mà chị đang rối, đang suy nghĩ thì bây giờ mình sẽ xem coi ý kiến số đông của quý vị khán thính giả trong chương trình Cà Phê Sáng sẽ khuyên chúng ta như thế nào nhé. Dạ dạ. Nếu mà mình thấy cái nào mà hợp lý vừa lỗ tai thì mình theo. Dạ. Mà dạ, như là em hỏi cho em hỏi, ví dụ như bây giờ mình mỗi ngày mình về mình xong bằng lá nước xả đó, nó có an toàn cái gì khi mà mình xong mỗi ngày đó, mình sau khi đi làm gì đó. Thưa chị, cái gì cũng vừa phải thôi. Nếu như mà chị làm mãi là chị cũng sẽ bệnh, là vì ngày nào mà chị cũng sống hơi như vậy thì cũng khó lắm. Thành ra cái gì mình cũng đề phòng vừa phải. Với là cái quan trọng nhất là khi nếu chị đi làm nail đó thì chị phải nhớ rằng là khách hàng của mình là cái người hay lây mình nhất. Thế thì thường yeah, cái vấn đề coronavirus là cái chuyện mà khách hàng bị bệnh đó là cái chuyện rất là dễ biết. Thứ nhất là họ sốt là cái điều đầu tiên. Cái người đó sốt và ho. Thành ra nếu mình mà để ý hai cái chuyện đó trước đó thì mình cũng tránh được ít nhất là cũng 50% những cái chuyện lộn xộn do cái tràng mình gây ra cho mình. Thành ra thì tôi chỉ nghĩ rằng là mình nên cẩn thận cái chuyện là khách hàng mình thì mình phải đề phòng trước, thì là nếu họ sốt và nếu như họ không có ho thì mình cũng để ý, thành ra nếu mình họ có những cái đó thì mình để ý trước. Thành ra cái chuyện mình cẩn thận là nhiều phía lắm chứ không phải chỉ có mình mà thôi, thưa chị. Tại vì em nghe nói á, ví dụ cái máy đo đó, hiện tại mình nói vô khách vô tiệm mình đo thì nó không có gì hết, nhưng mà trong người ta đã bị bệnh rồi, nó chưa có quậy trong người ra thì nó đâu có ra ngoài. Thưa chị, không có cái trên đời không có cái gì mà 100% hết, mình làm được tới đâu thì mình làm thôi. Còn nếu mình đo cho được 100%, ví dụ ngay như mình lập gia đình chẳng hạn, mình đâu có phải lấy được một người chồng hay một người vợ mình toàn ảo đâu, không tới 100%. Dạ. Dạ, tối đa thôi, tối đa. Tới đâu dạ, hay tới đó dạ, thôi. Dạ. 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 Em nghĩ mà nên cẩn thận. Chứ còn cái dạ, thì phải cẩn thận dạ, thôi. Dạ, thưa chị. Dạ, cứ cẩn thận tối đa rồi cũng tự tin một chút cho đời nó để đời nó yên vui. Dạ, dạ. Nếu mình lo quá, dạ. Lo quá rồi nó stress out ra rồi nó lại bệnh đó. Dạ. Có bạn với khi nhà mày đi mua cái xả về, tại vì bên đây mình đâu có lá xả. Đặt ra đi, cũng không cần phải xả đâu chị, cái chuyện mua mấy cái bịch mà, xong dạ, mà lá khô đó họ dạ, có bán mấy cái bịch xong vậy thôi, ở dạ, trong ấy đó dạ không sao đâu cũng bình tại thường vì cái thôi. Hơi nóng là cần thiết nhất, cái hơi dạ, nóng cái hơi nước bỏ, hơi nóng dạ, bỏ gì dầu thiết, vàng thiên tuế vô dạ, cũng được. Được lắm đó dạ, dạ cậy cái cục tròn tròn ra rồi mình cho vài giọt vô mình xong cũng thơm lắm rồi dạ. Nhưng mà dầu đó nói chung là dầu xanh thì ngày xưa mấy người xưa hay là mình toàn thích, nhưng mà dầu xanh bên đây nó khó xài quá, tại nó có mùi xanh đó, nó giống như xài nó nặng mùi quá đó. Cái dầu thiên thuế giờ đổi qua dầu vàng thiên thuế cho nó thơm nhẹ nhàng nhé. Không thật sự dạ, không phải quảng cáo, nhưng mà tại mình thích cái mùi đó thiệt. Đúng rồi, nhưng ở nhà em không có xài dầu xanh nữa, tại mẹ cũng không có xài dầu xanh, mình này cũng lớn tuổi đó. Dạ. Trước hay xài dầu xanh, giờ dầu xanh xài dầu vàng thiên thuế mà đó nó mùi nó nhẹ mà nó không có ảnh hưởng nhiều quá. Dạ. Ra giống như dầu xanh mình ta tức xong đi nghe giống như mùi rồi được. Bây giờ thử lấy cái dầu vàng xong đi, sẽ dễ chịu hơn nếu mà không có mua được xả hay những cái lá xông khác vậy nha. Dạ, giống như chú Cơ nói thì dạ, cái gì cũng cân bằng thôi, chứ đừng có ngày nào cũng ấy, cũng nhiều khi cũng phiền lắm, cũng không biết được kết quả ra sao đâu. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Đang rối, nghe thêm. Đang rối thì nghe thêm ý kiến nha. Chúng tôi thấy có ý kiến
có những người hơi quá, xin nói sự thật để mọi người so sánh và áp dụng cho gia đình của họ. Đừng nói nổ, cảm ơn. À, không có ai nói nổ. Bến Đục đấy, ở văn phòng chung có một người nhiễm mà cô ấy vẫn bình thường và cô ấy lây qua cho người con và người chồng. Mà chỉ có ông chồng bị nặng, con cô ấy và đứa con thì vẫn bình thường. À, Yến Nhi Phạm thì đồng ý với Tường Minh, đi đâu về tắm rửa sạch sẽ, súc miệng, đồ dơ giặt riêng, xong vẫn ra ôm con chơi bình thường, clean điện thoại thường xuyên là điều cần thiết nhất. À, đúng, chính xác luôn, nhắc cái vụ clean điện thoại là rất là đúng. À, mời một thính giả trên đường dây. Dạ, phải tôi mà. Dạ, thưa, dạ, vâng, thưa anh. Dạ, dạ, xin chào cô Tường Minh, anh Phạm Cơ và chú Quang Trường. Dạ, dạ, chào chú. Dạ, tôi rất là tâm đắc với cái chương trình, với những cái lời mà chỉ dẫn của ông anh bác sĩ trên đài Việt TV. Tôi cũng cự nữ mấy đứa con tôi, tại vì nó nhốt tôi ở nhà 2-3 tháng nay rồi. Trời ơi, nhưng mà nói là ngay tôi có một đứa cháu ngoại mới sanh, thành ra nó ở nhà nó giữ cháu ngoại, nó cũng bí gì. Mà đứa ngoại nó cũng rất dễ thương, thành ra cũng đó là phải nguồn an ủi. Chứ thật sự ra mà nói mà cứ bị cha chôn chân ở nhà hoài nó cũng bực lắm chứ. Tôi bữa nay thành ra người rừng rồi, là không có được đi hớt tóc. 3 tháng rồi mà anh Phạm Cơ, như anh Phạm Cơ khỏe rè. Còn như chú Quang Trương, như là tụi tôi mà để tóc dài, tôi gần 80 nhưng mà có cái gen của ông già tóc rất là nhiều. Thành ra bữa nay tôi thành ra gentleman rồi, thành ra người rừng rồi. Tiệm tóc mở lại rồi mà chú. Dạ. Nhưng ở nhà cũng không sao, tại con nó nói nó năn nỉ, tại nói ba với má ở nhà đi, bà cũng 70 hơn, rồi tôi cũng tròn tròn 80, thành thử ra với ba má, tại vì nó làm ở bệnh viện thưa quý vị. Yeah. Nó nói trời, con thấy cái việc người ta chết hàng ngày, con thấy có gì là ba má mà vô trong đó rồi ra là tụi con còn đứng ngoài cửa dòm vô cũng là khó rồi, chứ đừng có nói mà lại gần ba má nữa. Yeah, người ta cách ly hoàn toàn khổ lắm. Thôi bây giờ ráng cho nó qua cái con trăng này rồi muốn gì muốn. Còn ở nhà đó, ba má muốn ăn món gì là tụi con đi mua món đó gì cho ba má ăn, chứ đừng có đi ra ngoài. Đi ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm. À, hồi xưa đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ con nó đặt đâu thì mình ráng mình ngồi đó cho nó chết em. Nhưng mà chú 80 tuổi rồi còn giữ cháu ngoại được, quá là hay. Nhưng mà tụi mình muốn hỏi một câu ngắn nữa thôi, trước khi mà gửi đến quý vị vài thông tin thương mại đó là chú nói là con của chú là làm ở trong bệnh viện và cháu thì còn nhỏ, vậy thì cô ấy mà khi về thì chăm sóc cháu bằng cách nào ạ? Có gần gũi, có ôm hay không, hay là cách ly 6 feet? Đây là tôi sắp sửa thưa với quý vị. Tôi cũng không biết sao mà nó rãi cũng hơi nhiều. Đứa con lớn tôi là 56 tuổi, mà đứa con nhỏ của tôi là 35 tuổi, mà đứa con gái nhỏ đó thì nó đang làm ở bệnh viện nó gốc là làm học từ Baylor ra đó. Dạ. Nó làm cho nó bây giờ nó ở Dallas thì nó đang làm cho bệnh viện Parkland, là một bệnh viện công. Mà nó đi về đó, tôi nó dặn ví dụ như là ở nhà hai vợ chồng già đâu có nấu nướng gì, thành thử ra đó order đồ ăn người ta đem tới, nó để sẵn một cái hộp mà giải tẩm alcohol đó. Yeah. Là phải lau hết mấy cái túi mà người ta giao cơm cái gì tới đồ ăn tới đó rồi mới được đem vô nhà đó. Rồi đôi dép mà đi ra ngoài á, là đôi dép khác, mà đi dép trong nhà là phải đôi dép khác. Rồi chiều con tôi về thì nó cũng làm y vậy, nó về nó đứng nó lau cái từ sau chìa khóa của nó làm ở trong bệnh viện, tất cả những cái từ cây bếp, chìa khóa hay bất cứ cái gì ở trong bệnh viện nó mang từ bệnh viện về. Thế hai vợ chồng nó đứng đó, bị hai vợ chồng nó cũng y tá
nó đứng nó lau từng món một, xong rồi nó đi tắm đi gọi rồi xong rồi mới ra mới bồng cháu, chứ còn tụi nó còn nghĩa là vẫn bồng cháu đúng không? Nó tạo ra một cái kỷ luật riêng ở trong bệnh viện đó, nó khuyên người ta sai lạc như vậy về nhà, chính bản thân nó cũng khắc khe với cái việc đó là phải tự cách ly với lại con trước khi mà làm sạch sẽ bản thân và những cái đồ dùng mà nó đem từ bệnh viện về nó phải lau chùi rất là cẩn thận. Nó thì ngày nào cũng vậy, thì nói là ngay đó thì về lâu về dài không biết lúc nào tôi nhiễm, tại vì tôi là cái thành phần mà coronavirus nó quái lắm. Thấy mấy anh thành phần đó coronavirus quái mà ghê. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, nhưng kết mà, quả thì đã có rồi ha, nghĩa là cổ về cổ làm tất cả mọi cái biện pháp vệ sinh xong rồi cổ sẽ tới chăm sóc cho con cái bình thường đúng không? Rồi thật kính chào quý vị và kính chúc quý vị một mùa dịch an toàn. An toàn, dạ. An toàn qua cơn dịch anh dịch. Thiên và sắc bén. Dạ, đến tuổi rồi mà tính ghê. Dạ, dạ, chú còn giữ cháu được mà 80 tuổi mà còn giữ cháu quá dữ luôn. Dạ, gọi là ông già gân đó. À, chúng tôi thấy có, Bến Rục có thêm một cái comment là trong văn phòng mình có người bị bệnh tim mà mấy tháng trước cô ấy lo sợ coronavirus quá nên cô ấy tái phát bệnh tim trở lại. Không thấy bệnh corona đâu mà ngồi lo sợ quá nên bị phát bệnh tim trở lại. Anh chưa có bị bệnh tim không? Sao còn yêu ru vậy? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào. Ủa? Rồi, dạ, xin cho biết quý vị. Dạ, xin chào ạ. Tôi xin cho tôi hỏi. Dạ, giặc cơ á. Dạ vâng. Tôi cũng tuổi cùng giặc cơ với nhau á. Dạ. Giặc cơ bắt coi tôi ở nhà coi như ông bạn già nãy nói là coi như là con đặt đâu cha mẹ nào đó, tôi ở nhà tôi lọc gần 3 tờ lịch rồi. Bây giờ có thể là giờ nhờ anh cơ giúp cho tôi chắc là quên đường tới chợ rồi. Chú nói con nghe không rõ anh chú không ơi. Anh ơi, anh phải nói lớn lên. Chút được không chú? Dạ. Dạ, tôi thì coi là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Dạ, tôi lật ở nhà, tôi lật gần 3 tờ lịch rồi. Do đó là có thể là quên đường tới chợ rồi. Bây giờ nhờ bạn già cơ á, là bây giờ trước khi đi tâm mình muốn đi tới chợ á, thì mình phải làm sao? Sau khi đi chợ, quên đường tới chợ rồi. Bây giờ trước khi đi chợ thì chú làm sao? Thôi kêu con đi chợ luôn đi. Dạ đúng rồi, anh đi chợ làm chi mà đi chợ thì cũng phải mang mặt nạ thôi. Dạ đúng rồi, đi chợ làm chi để cho con anh, cái họ đi đó, đi thoải mái chứ trời. Đi ra cho thoải mái. Cần phải đi chợ mới thoải mái cơ. Rồi thì đi không chợ. Đi chợ cũng hay đó, nhìn này nhìn kia, nhưng mà để anh tránh chỗ đông người trong chợ, với là đi đâu dự 6 feet đừng xa, đừng có lại gần người đeo ta tay, đừng có rờ vào cái gì hết. Dạ đeo nếu anh phải tay. Mua đồ thì đừng có nên nữa. Dạ đi chơi cho vui cho thoải mái thì nên đi. Dạ đeo găng tay vào chú ạ. Dạ nha. Tới về nhà thì nhớ rửa tay. Dạ quan trọng nhất, khi nào phải rửa tay. Dạ 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 dạ, dạ. Muốn đi ra chợ cho thoải mái đúng cho thật, ở nhà điên người á. Dạ mời một thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, dạ xin mời chào. Mời dạ, chị. Dạ xin chào ạ. Dạ dạ. Tôi ở bên Colorado á, có claim vô trong cái tiền thất nghiệp á, nhưng mà nó đông quá cho nên là nó mới chỉ trả vô trong cái hợp của tôi chỉ có một lần thôi, tức là 2 tuần. Bây giờ là tôi mới được vô cái tuần này, tôi mới thất nghiệp ngày 23 tháng 3, thì tôi mới được vô cái tuần này, nhưng mà cái request payment của nó lại không có vô, nó không có show cái tuần nào mà nói chương trình rồi. Cô ơi dừng lại. Dạ thấy cô đang say sưa nói quá thì tụi mình nhảy vô thì thấy cũng ngại đó, nhưng mà lộn chương trình rồi. Đây là chương trình Cà Phê Sáng và chủ đề ngày hôm nay đó là chúng ta nói là khi mà chúng ta có con cái còn nhỏ thì mình phải đi làm, thì mình đi về mình cảm thấy là mình bắt buộc là mình phải cách xa 6 feet, hay là mình làm tất cả những cái biện pháp về vệ sinh rồi thì mình có thể sinh hoạt
một cách bình thường với con cái của mình, thì quý vị sẽ nghĩ là cái cách nào thì sẽ tốt hơn. Cô sẽ gọi lại trong cái chương trình về phúc lợi xã hội khác nha cô nha. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ. Dạ, hello, xin chào thầy chú. Tôi xin chào quý vị. Dạ. Tôi có ý kiến như thế này. Mình, ông bà mình hồi xưa đó, mà trước khi đi về là mình đốt cái đống lửa rồi mình nhảy lập về đó mấy cái rồi nè, đi vô còn virus nó chết hết trơn rồi. Mình cứ tự do, mình cứ đốt lửa nên mình hơ tay hơ chân xong nè, mà mình đi vô là con vi trùng nó chết sạch rồi đó. Cái là cái chuyện của ông bà mình hồi xưa đó, là cứ đi về nè, cái đám ma đám mát gì nè, cứ đốt lửa nên là mình đi qua đi lại. Giấy báo của nhà mình nhiều lắm, mua ra ngoài chợ mua cái chảo ơi, cái nồi cũ như là bỏ vào trong đó là đốt rồi xong rồi hết. Lần đầu tiên dạ, mình nghe cái ý của anh, cụ anh nên ha? Rửa tay là cái chuyện nữa. Nếu anh đứng đốt lửa anh cứ đốt, nhưng mà anh nhớ rửa tay là chuyện cần hơn. Dạ. Rửa cho nó trôi đi rồi xong rồi đem lên nướng. Đốt giống như chú nói hồi xưa hả? Cái này là nếu như mà mình nhớ không lầm, nếu mà đốt giấy rồi bước qua bước lại là người ta gọi là đốt bông lông đúng không? Phải không chú? Đúng y như vậy. Không phải, nhưng mà nó đốt cái vi trùng này là cái hơi lạnh của mình hồi xưa mình đi đám ma về đó mình đốt. Dạ, cái đó không sao đó anh. Tôi thấy là thiệt ra anh ứng đốt cũng được, nhưng mà anh nên rửa tay trước cái đó, hoặc là anh rửa tay sau rửa tay tùy anh nữa, nhưng vậy? Mà đốt thì anh muốn đốt đốt, nhưng mà cần là anh đi ra ngoài, anh đi về thì anh phải rửa tay. Rửa tay là quan trọng nhất. Dạ. Anh Trương, em có giấy đọc niêu đồ nhiều giấy lắm anh Trương, anh cần không? Là sao? Thì đó chú nói là đốt lửa đi qua đi lại hơ trước khi vô nhà là hết vi trùng. Anh cần báo không? Em có nhiều lắm. Mời một thính giả tiếp theo, cảm ơn chú nhiều nha. Thu Huyền Dương nói là tôi biết có một người rất kỹ, đi ra ngoài là đeo khẩu trang, mau bao tay, rửa tay hoài. Thế mà tuần rồi nghe nói người đó bị nhiễm dịch, chả hiểu sao. Wow. Mời một khán giả trên đường dây. Chú Hiệp được không? Chú Hiệp luôn, được luôn. Mời chú. Dạ, dạ, dạ chú Hiệp. Chú Hiệp khỏe không? Kính chào quý vị, cà phê sáng chú Hiệp, ơn trên cho chú Hiệp ở một mình mà khỏe. Chú Hiệp ráng làm tốt. Bây giờ như vậy. Sáng nay đó là chú Hiệp nghe tốt chắc là quý vị sẽ nghe sau, ở bên này thì nghe trước. Thì sáng nay cái ông mà xếp sòng về bắt mình thử chích ngừa đó, ông nói ông bắt đầu cho chích ngừa. Thì là vậy là tôi cũng rất ngại, là tôi thường thường hồi đó tôi đã thấy chích ngừa cúng tôi sợ, chứ mấy năm tôi mới dám chích. Thì bây giờ thôi quý vị tùy thủy, quý vị sợ thì quý vị phải chích ngừa liền, nếu là cho chích thì nên trình diện chích. Đó là sáng nay. Và nói rằng là bây giờ đã nhiều tiểu bang đã tự động cho mở cửa vì người ta đói quá phải ra làm việc, thì bây giờ sự lây lan rất nhiều thì quý vị phải ráng. Tiền bạc đó, sáng nay họ nói tiền bạc rất dơ đó, thì quý vị ráng khử cái tiền bạc bằng giấy đó tốt nha. Đó là chú trọng đến tiền bạc rồi đó, mà tiền bạc này là tiền bạc trao đổi, đi ra sáng nay đi ra tối hồi tối đi ra ăn nhậu gì đó tiền nhiều lắm, lên về sáng bây giờ khử đi, lấy cái máy sấy tốt khử đi rồi đó, bỏ bằng ủi lên ủi. Dạ, bỏ bằng ủi, ủi mặt này cái mặt kia cái lại xong, thấy nhiều người ủi lắm á, nghiệp nó nhanh cá nhân đó. Thì bây giờ người ta nói tao đi ra trực tiếp lên nhiều sự lây lan hơn, thì ở nhà mình phải kỹ hơn nữa, mình ráng là rửa tay rửa mặt đủ thứ hết. Hãy đi ra ngoài thì đi vô thì phải có cái chai xịt liền mà mấy đôi giày rồi, nhưng mà không có đem đôi giày vô xịt cho sẵn để lát rồi mình ra mình mang tiếp để mình nhớ. Đó là chú Hiệp phải làm đầy đủ, và nước uống cái gì cũng vậy nữa, cái cam đi mua về cũng phải bỏ vô nước muối rửa rồi để đó rồi mới sắc ra ăn đó. Thí dụ vậy chú Hiệp làm đủ đầy đủ, còn mấy đứa nhỏ lại giao hàng xếp tội nghiệp mình, giống như mở cửa hí ra tụi nó cũng không có vô nhà, mà nó cứ sợ chú Hiệp chết đó, bởi vì năm nay 82 tuổi rồi. Nhưng mà ráng hồi đó giờ mình ráng giữ vệ sinh thì cũng không có gì. Bữa nay rất bình tâm nói với quý vị là tay chân và bịt lỗ mũi là phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa. Nếu có tiền thì gửi mua mấy cái máy sấy gì trùng đó,
Nó có lâu rồi, bây giờ nó bán nó 70 đồng đó. Thì nó lại sấy cái khẩu trang lại đặng mình đỡ, chứ bây giờ khẩu trang không phải anh đem đi giặt hoài sao? Đó là quan trọng. Nếu có tiền thì mua cái đó. Hỏi thăm ra mấy cái tiệm bán đồ điện tử đó, hỏi nó bán cái hộp gì nè, bỏ nguyên cái máy iPhone mình vô khử cũng được, bỏ những cái dây từ tiền bạc hoặc là gì đó, nó bằng cái cassette thôi. Video cassette đó, bên trong đó, khoảng trống nó bằng video cassette. Cái gì cũng ráng, nếu có tiền làm cái đó để còn sống. Ok. Cảm ơn chú Hiệp thôi. À, nghe chú Hiệp nói mà giọng cũng còn rất là sang sảng, là biết chú khỏe mạnh là vui rồi. À, lâu lâu gọi vô một cái để nghe mình biết những người thính giả rất là thân thương của mình, những thính giả rất là kỳ cựu trong chương trình Cà Phê Sáng thì vẫn tiếp tục nghe cũng như là vẫn có một cái sức khỏe tốt, rồi mình cũng cảm thấy rất là vui. Có một người lâu rồi mình không có nghe tiếng anh Quang Trương, có biết là ai không? Chú Hải Lưu đó. Ừ, chú Hải Lưu lâu rồi thì không biết là sức khỏe của chú như thế nào. Thành thử ra cũng mấy tháng nay rồi không có nghe chú gọi vô. Cũng có một thính giả nói là đốt thì coi chừng cháy nhà đó. Chị bậy không à, bỏ thật đó đi nha. Cái chuyện mà đốt thì cũng rất là nguy hiểm phải không? Mà mình không biết là nó sẽ được bao nhiêu phần trăm. Nói chung là trong cái chuyện ngày hôm nay thì mỗi người là mỗi ý. Cái cách giữ vệ sinh thì có nhiều lắm. Nhưng mà về cơ bản thì giống như là mình nói là rửa tay hay là mình thay quần áo ra, mình tránh giữ khoảng cách 6 feet. Trở lại với cái vấn đề là về mình có cách ly với con cái của mình hay không, hay là mình sẽ làm những cái biện pháp vệ sinh rồi thì mình có những cái sinh hoạt trong gia đình bình thường. Chúng tôi cũng còn vài phút, quý vị có thể tiếp tục gọi vào 713-931-1560. Nãy giờ anh Quang Trương thấy sao anh Trương? Thật ra thì có lẽ cái ý kiến mà Quang Trương đưa ra nó không phải là như vậy, là quý vị có thể hiểu sai. Thứ nhất là Quang Trương đã nói từ đầu đó là vẫn còn phân vân, anh Trương quyết định không biết phải làm sao đây. Thứ hai, nói về vấn đề cách ly đó, thì Quang Trương có nói là trong những lúc cần thiết thôi, tức là mình phải hạn chế thôi. Ví dụ mỗi khi mình về nó nhảy lên cổ mình, rồi mình cổng nó đi chơi, hoặc nó nhảy vào lòng mình ôm ấp nó, mình nựng nịu nó, thì những cái đó mình có thể mình hạn chế tối đa, chỉ khi nào tiếp cận nó những lúc cần thiết thôi, chứ không phải là hoàn toàn về nhà cách ly 100%, mày phải đi ra 8-6 feet, ví dụ vậy thì không có. Vẫn mình phải hiểu được cái cách là mình phải làm sao để dung hòa. Chứ còn bây giờ mà cách ly 100% thì làm sao mà cha con mà cách ly được, đúng không? Nhưng bỏ bớt những cái hành động mỗi ngày bình thường đó mình vẫn làm thì mình hạn chế. Nhưng mà nếu như là nếu như mà anh có virus mà anh ngồi gần, anh ăn chung, anh có một lần gần với nhau rồi thì đã dính rồi. Thành thử ra nếu như mà đã có thì nó đã có rồi. Còn bây giờ anh nói là hạn chế, bỏ bớt đi thì nó vẫn có những cái tiếp xúc, thì như thế thì làm sao? Thì dù sao cái tỷ lệ của mình hạn chế thì nó vẫn hơn. Tại sao người ta lại bắt phải ở nhà thay vì cho ra ngoài đường là như vậy? Tức là mình lây thì mình vẫn có thể là bị lây, nhưng mà nếu mình ở nhà nhiều hơn thì mình ít có cơ hội mình lây, mình bị lây từ người khác. Thì đại khái là như vậy. Bây giờ thí dụ như ngày hôm nay mình có đi thì tắm rửa hoặc là rửa tay, rửa chân này kia kia nọ, những cái biện pháp đó rất là căn bản, bây giờ ai cũng biết rồi và ai cũng đều làm rồi. Cho nên là nó vẫn có một cái mức độ an toàn của nó, nhưng không thể nào mà tuyệt đối được. Nhưng mà theo cái ý kiến của anh đó là coi như là thôi thì mình chỉ có tiếp xúc khi cần thiết thôi. Khi mà cần thiết, nếu mình đã có con virus rồi, khi cần thiết đó thì nó đã truyền qua rồi. Thành ra cái chuyện mà cổng hay là cái chuyện mà gần thì bỏ đi thì nó cũng đâu có kết quả đâu. Có chứ. Thì mình ôm nó, mình hôn nó, thì bây giờ mình chỉ tới mình xoa đầu nó thôi. Hoặc là mình nựng má nó, mình bỏ mình đi. Nhưng như vậy thì đâu có được 6 feet. Thì đó là những lúc cần thiết, tức là mình thương con, mình tới mình nựng thôi. Chứ bình thường mỗi lần chẳng hạn như ngồi coi tivi, thí dụ như vậy, thì nó ngồi sát mình hoặc là nó trò chuyện mình, nó nhảy vô lòng mình, thì bây giờ thì mình cách ra một chút, mình kêu ok, thôi ngồi qua đây đi. Đại khái là như vậy, tức là mình có một cái biện pháp hạn chế, chứ không phải là tè le tắc lét giống như hồi xưa ôm ấp nó này kia kia nọ, thì sẽ giảm bớt đi nhiều để tránh trường hợp cơ hội mình lây lan cho nó. Mời một thứ giải trên đường dây. Xin chào. Dạ. Bò thấy vui quá nên có ý kiến như vậy nè. Đúng là có nhiều khoảng cách, như mà mình làm việc ở ngoài rất là nhiều. Khi đi về có một lần khi mình chung đụng với vợ mình á, mình nói em ơi, thì như vậy rất là nguy hiểm. Thì vợ nói là nếu mà anh mất rồi thì cái gia đình nó sẽ làm sao, nó cũng vậy thôi. Virus đó là có thật, nhưng mà làm sao, chẳng hạn khi mà mình gần gũi vợ, hung vợ, chẳng lẽ bây giờ mình không hung nữa, hay là
tất cả mọi chuyện, là nói là nếu mà vợ mình dính hay là mình dính, bản thân mình có còn sống được nữa hay không, hay là nếu cái bệnh đó nó đã tới mình rồi, làm sao mình tránh. Có nhiều người đi vệ sinh suốt cả ngày rửa 80 lần vẫn bị bệnh như thường, còn có người làm việc suốt cả ngày giống như anh chị suốt cả ngày gặp người khác cũng không có triệu chứng bị bệnh. Thì vậy con cái mình hay là vợ mình khi gần gũi làm sao mà tránh được những cái bệnh cảm xúc đó. Cảm ơn anh. Dạ, thì chúng ta thấy trong những cái biện pháp cách ly đi, ngay cả khi mà mình đi ở trong nhà thờ đó, thì mình thấy là giữ khoảng cách 6 feet theo cái quy định. Nhưng mà family thì đã được ngồi gần với nhau, không cần phải giữ khoảng cách 6 feet. Nghĩa là family mình đã sinh hoạt chung một nhà rồi. Thành ra cái một người mà trong family mình mà đã gọi là có một cái bệnh rồi thì rất khó mà có thể là coi như là chỉ một mình bệnh mà không có lây cho người chồng, người vợ hay là trong cái family của mình. Cái chuyện đó thì chắc là ai cũng đồng ý phải không ạ? Chú Cơ. Dạ đúng rồi, thì nếu như ở nhà mà chị đã sống chung với nhau như vậy rồi, bây giờ mình ra nhà thờ thì mình cũng đi một group như vậy thôi. Dạ, thành thờ đi. Đâu có sao cái chuyện ở trong gia đình thì cái mà gọi là cách ly 6 feet thì mình nghĩ nó không có xảy ra trong cái gia đình được. Vậy kể cả với lại cha mẹ hay là con cái thì khó lắm. Hay là không hạn chế gì thì mình cũng đã có tiếp xúc với nhau rất là gần rồi. Với lại là nó lây ở mũi miệng, với lại là mắt, còn tay chân thì mình ở nhà mình đã tắm suốt ngày rồi, tắm xong rồi mọi người đều ngày nào cũng tắm rồi thì mình đâu có sợ mấy cái chuyện đó. Chỉ có mấy cái chuyện kia là rõ ràng như vậy thì mình tránh được, cái khi mình về nhà mình tránh được là mình tránh luôn chứ có gì đâu. Rồi đến đây thì thời lượng cho chương trình Cà Phê Sáng cũng đã hết rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đưa ra một vài khía cạnh về cái vấn đề mà tránh lây nhiễm virus corona ở trong cái phạm vi gia đình của chúng ta. Chắc là quý vị cũng sẽ có những cái nhận định riêng của quý vị. Chúng tôi chỉ đưa ra một chút những cái ý kiến cũng như là nghe những ý kiến của quý khán giả phía bên ngoài. Quý vị sẽ chọn lọc những ý kiến nào mà quý vị cảm thấy phù hợp cho bản thân của mình nhất. Đến đây thì xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Cà Phê Sáng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai 8 giờ tới 9 giờ 10 phút và chúc cho quý vị có một ngày thật là bình an, thật là vui vẻ. Xin chào. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888 Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Hiên Tế Vinashop 1-855-855-5888